Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 30 phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Tiếp theo, bài số 1 tính 35 ta cộng với 7. Khi cộng thì chúng ta sẽ cộng với hàng đơn vị trước rồi tới hàng chục. 5 ta cộng 7 bằng 12, viết 2 ta nhớ như 1. 3 ta cộng 1 nhớ là bằng 4. 9 cộng 5 là bằng 14, viết 4 ta nhớ 1. 7 cộng 1 là bằng là 8. 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 ta nhớ 1. 4 cộng 1 là bằng là 5. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 6 cộng 1 là bằng 7. 4 cộng 9 bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 8 cộng 1 là bằng là 9. Chúng ta qua bài số 2, đặc tính đầu tính 17 ta cộng với lại là 8. Bảy cộng tám bằng 15, viết 5 ta nhớ như 1. 1 cộng 1 là bằng là 2. 49 ta cộng với lại là 7. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6 ta nhớ 1. 4 cộng 1 là bằng là 5. 56 ta cộng với lại là 6. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 ta nhớ 1. 5 cộng 1 là bằng là 6. 23 ta cộng với lại là 9. 3 ta cộng cho 9 là bằng là 12, viết 2 ta nhớ như 1. 2 cộng 1 là bằng là 3. 47 ta cộng với là 3. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. 4 cộng 1 là bằng 5. 38 ta cộng với lại là 5. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3 ta nhớ 1. 3 cộng 1 là bằng là 4. Chúng ta qua bài số 3, nấu phép tính với kết quả thích hợp. Vậy là con thỏ này chúng ta cộng lại kết quả nào? 78 ta cộng với là 5, 8 cộng 5 bằng 13, 83. Như vậy con thỏ này với lại cây củ cà rốt này. 19 ta cộng với lại là 7 thì bằng là 26. Như vậy con thỏ này vào cái nấu với này. 33 ta cộng với lại là 9 bằng 42. 85 ta cộng với lại là 6 là bằng là 91. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Chuỗi vòng cổ của Phương có 65 hạt cườm. Chuỗi vòng tay của Linh có 7 hạt cườm. Hỏi cả hai chuỗi vòng của hai bạn này có tất cả là bao nhiêu hạt cườm? Ta lấy hai con số này cộng lại với nhau, được. Người ta hỏi là hỏi tất cả. Số hạt cườm có tất cả là 65 hạt cườm. Ngay chỗ này còn trống thì ghi thêm ha. Cả hai chuỗi vòng có tất cả là cả hai chuỗi vòng có tất cả là lấy 65 ta cộng với lại là 7 bằng là 72 hạt cườm. Đáp số bảy mươi hai hạt cườm. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Một cửa hàng bán nước hoa quả buổi sáng đã bán được là 36 cốc nước ép táo. Số cốc nước ép cam đã bán được nhiều hơn số cốc nước ép táo là 9 cốc. Hỏi buổi sáng ngày hôm đó cửa hàng bán được là bao nhiêu
cốc nước ép cam. Như vậy thì đây là những cái cốc nước ép táo và cam. Chúng ta xem lại cái đề này. Bây giờ buổi sáng bán được là 36 cốc nước ép táo, số cốc nước cam bán được là nhiều hơn ép táo là 9. Như vậy là hỏi buổi sáng là bán được là bao nhiêu là ép cam. Ta lấy 36 ta cộng với lại là 9. Số cốc nước ép cam bán được là, số cốc nước ép cam bán được là 36, ta cộng với lại là 9. 6 cộng 9 bằng 15, viết 5 ta chữ 1, 45 cốc nước ép cam. Đáp số bốn mươi lăm cốc nước ép cam. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.